Để mà tao nghe tiếng quỷ quỷ thôi. Quỷ đó gì? Để hình như nó chui vào đây thôi. Từ từ đã. Đúng rồi, có tiếng quỷ quỷ thế này. Thiệt rồi. Nó cắn mẹ vào ổng với tao ấy. Nó ấy vào ổng à? Ừ. Đúng rồi, nghe phì phì kìa. Mẹ nó cắn vào ổng rồi. Rút chân. Đỡ lui lui về đây. Đỡ lui sang bên này. Rút bốn chân thôi. Ui giời ơi. Rồi. Đấy. Mày quá mày. Thấy chưa? Mình đau ổng chứ không. Ui phì phì. Ui giời. Nó phì mà nuốt ở trong này. Nhấc cái này. Ôi ôi, động cả ủng nhiều. Đấy, đâu? Đúng rồi. Đấy. Ui, đây mọi người này. Ôi trời ơi. Di chuyển. Ui. Ui này. Ui mày nha. Ui giời mày chưa. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm cũng rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Thấy chưa? Ui. Đâu rồi, nó lật đâu rồi? Lật đâu rồi? Lượt đâu rồi? Hả? Ấy ôi, dạ, cẩn thận. Đâu lên nào. Lần đâu rồi? Quá nhỉ? Ui, giờ nó dọc theo bờ tường này thì... Ui, nhau khi nó lên trên kia rồi. Lên lần đến chết đi nào. Lần lên chết đi. Ui. Bọn này nó chạy theo bám theo bờ tường ấy. Nhưng mà nhìn lên trên chứ. Ui. Mình nó nói bởi nhìn lên trên thì không biết là dây leo dây liếc này nguy hiểm hết đấy. Đâu? Đâu rồi? Lấy chưa? Anh lên trên chỗ này. Ây dù. Cùng mày nhá. Cái gì ấy? Anh sao ấy? Ở đây ngay cái lỗ. Ở đây có cái lỗ này. Thụt ba chân xuống đây rồi. Ui, chân thấy á. Lên đỡ đỡ này. Rút chân lên. Qua ra ra. Hả? Chạy ba chân. Hàng dẫm như này mà đi như này mà. Rút chân lên. Ui, rút chân lên. Ui, được. Đừng ra gãy chân à? Gãy chân à? Không. Để nguyên chân đi. Làm sao? Để mà tao nghe tiếng quỷ quỷ thôi. Ý đó đi. Để hình như nó chui vào đây thôi. Từ từ đã. Đúng rồi, có tiếng cười cười thế này. Thiệt rồi. Nó cắn mẹ vào ổng với tao ấy. Nó ấy vào ổng à? Ừ. Đúng rồi, nghe phi phi kìa. Nó cắn vào ổng rồi. Rút chân. Đỡ lui lui về đây. Đỡ lui sang bên này. Rút bốn chân thôi. Ui giời ơi. Ui. Chết mẹ nó. Nó cắn vào ổng rồi. Đớp bổng quá. Ừ. Chắc nó ở trong này rồi. Ui ôi. Chết mẹ. May. Sợ chưa? Mày đấy, may anh còn đéo ủng nếu mà như em đây là nó chơi rồi. Chẳng nó phi nhanh thế nhỉ. Là mình cứ mãi mãi kia đấy mà nó phi từ lúc nào rồi. Gớm nhỉ. Để nguyên xem nào. Đấy, phải vẫn tiếng gì rồi. Đâu.
ôi coi 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 phải tiếng phi nghe cái phi 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 biết rồi ấy ấy ui chọn 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 đâu chọn đâu chọn đâu đâu đấy mày quá mày chưa mình đau ốm chứ không đúng ui phi phi ui rồi bập trong phạm bập lúc phi mà nuốt ở trong này nhấc 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 cái này ôi ôi động động cả ốm nhiều đấy đúng rồi đấy 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 mọi người này ôi trời ơi di chuyển ui 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 này ui mày nhá ui rồi mày chưa bắt đấy không ủng như kiểu như mày chưa mày chưa tuổi dày như kiểu có, như kiểu của em bây giờ thì tính nhìn này nó mồ đâu gớm gì đâu có đấy mày chưa nhìn nó đâu đấy chưa nhìn nó ê đây 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 này wow trời quá to khoảng có phải cái ủng đúng rồi đúng rồi đúng rồi đây đúng rồi đây nó chuyển lên cả nằm sát ủng đây đấy quanh ủng như đây vừa nãy nó mới cựa ủng đây này ui giời nó thở này nguy hiểm chứ nguy hiểm rất đấy nhá. Có ấy được không? Cô rớt được không? Từ từ từ. Đấy, đào ra nữa, đào nó rộng á. Còn may anh đâu ủng, nếu mà như kiểu đó, cái đôi giày như của em vẫn đại thì là nó chơi lên cái tên này. Quả đây nó chơi vào rồi. May thật đấy. Ui giời, nó ủng chưa? Nó ủng ra đây chưa? Được rồi, rút được ủng ra chưa? Ui giời. Ui giời. Kìa. Ui gớm khiếp chưa? Tông quyết đến trí kìa. Đây, mẹ ngay ngạch này kinh thật à, màn đây nó nằm đây này mọi người này ui giời may nhá đấy ui thế giời. Là đằng sau đi rừng là phải cứ ổn nhất là đây này mọi người nó nằm đây này ui giời ơi tao sợ không? Chưa này chịu khó thối chân tí nhưng mà được cái nó an toàn gớm nhưng mà cái con này rất nhanh ấy lúc em vừa mới thấy tôi đấy trong đón dự nó đón cái đầu này mà cái con này nó khác. Đấy đây nó ổ đó. Anh chắc ổ đó rồi. Đúng rồi. Thế con kia phi à rồi. Mẹ tí thôi xem nào. Thôi cứ chơi con này đi. Được con nào chơi con đấy. Bây giờ biết rồi đấy sao được. Bác con này nó được đôi con đây kìa. Đúng ổ của nó thôi nhỉ. Nó biết được một con nó. Nhưng mà mày đấy. Thắp hương rằm chưa? Thắp rồi. À thế à? Thế được rồi. Thế được rồi. Ôi, ai xin thắp thường nên là cũng may ấy. Nhưng mà sợi, thật. Mình đi thì mình lúc nào cũng đeo ủng này đi ấy thôi. Này nó đeo dày thôi. Quá, chỗ này sao cũng cái lỗ tụt chút phát xuống kìa. Gỡ kìa. Chẹo cả chân. Nhưng mà chân có sao? Chân cũng không có gì, kiểu mình chạy trong đúng bà, mình vấp vào cái hố này, thế là kiểu ngã ra thôi. Đầu thế. Cái xấu nhỉ. Tao sợ mẹ quả ra như kiểu là hồi xưa nó cái ổ mối nó tụt thế hả? Ừ. Đúng không? Vừa nó nằm ngay đấy mà. Kia đây. Kia đây. Rồi. Ôi giời ơi, to đùng. Dễ vải đâu ấy này. Dễ vải lơ. Xem thấy nó to đùng chưa? Đây này mọi người này. Thân nó quá to luôn. Ôi giời ơi. Ôi trong nó còn như còn rỗng nữa cả. Trong kia nó còn ấy nữa này. Đây mọi người này. Bên trong này còn rỗng nữa này. Cuối con này. Đầu nó đâu nhỉ? Nó không rơi xuống à. Gớm chưa. Rồi. Con này to đấy. Có hàng ở đây mọi người. Kia nó nằm kia. Con này không nhầm mà cơ. To hơn con kia mình vừa đuổi một tí. Chắc to hơn đấy. Nó cũng ngang nhau thôi. Chắc to hơn. Con kia nó dài. Con kia dài nó đen này. Nó bé tí. Không to bằng con này. À kia đầu nó kia này. Đâu đâu? Đây đầu nó đi. Tao nhìn thấy đầu ở đây. Đầu đây. Đấy, ngoài thế đâu. Đấy. Ui. Cái gì vậy? Đầu đây mà. Ui, đầu đây. Cái gì vậy? Đầu đây. Trong kia có đầu mà. Trong đây cũng có đầu quá. Kia đây. Mình nhìn ở chỗ gầm mép đi chưa? Đây đúng không? Đấy, ừ đấy. Ôi đúng rồi. Ôi. Đúng chưa? Hai con rồi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Đây đây. Rõ ràng nó nhìn thấy đầu đây, lưỡi đây này. Đây mọi người này. Đây này. Ui giời. Đấy, thêm một con ở đây nữa. Ôi ôi ngon. Ui. Nhìn đầu nó đây. Ui. Ui giời. Chưa. Ui giời này. Đây này. Ui một con này mắt đen xì. Si. À. Ui. Mắt đen xì si à? Đúng chưa? Sợ chưa? Ui. Ui nó nhúc này. Bem ra. Ui nó mắc cái này nó sẽ vải chứ nó ấy đấy. Đây. Nó cuốn đấy. Chọc trên đất cái
chọc của theo cái chiều chiều này cho đất vào đầu đó. Đấy, mình chọc cho cái kiểu con em này mà cũng được. Trời ơi. Cái hố huyết của gì, cái gớm huyết thật. Mày đấy, mày phúc tổ ba đời luôn. Hố này cũng nó gọi hố tử thần đấy. Nhưng mà anh đeo cái ủng này là không phải vụ cái thành ngon đâu. Mày ấy. Mình đeo đầy bình thường là kiểu gì nó mà chả phập lên cái khu gót gót bên trên. Ủng mày, ủng mày. Nói chung là trong cái rủi nó có cái mày này. Rút cái này ra. Đấy, đầu nó đây này mọi người. Ủa luôn. Ừ. Luôn, nhưng mà dễ lên. Ấy ra, ấy rộng nó ra. Đấy, ngủ lại vào. Vào rút ra, cẩn thận nó ra nhé. Rút ra xem nào. Kéo nó ra xong có ra đó. Ui. Đấy. Đấy, ui giời. Ui giời ơi. Ui giời. Ui giời, nó cứ nằm ở trong đấy bây giờ nó ra. Ui giời ơi. Dựng luôn. Ê, nó đuổi. Ui giời, nó đuổi. Ui này, đuổi luôn này. Ui, nó đuổi luôn. Sợ chưa? Gớm ghiếc chưa? Ê, rút cả, rút cả. Ui, rút cả. Ê, quay đầu rồi. Nó qua này, nó đuổi luôn. Ôi, trèo cây này, nó trèo cây này. Leo cây. Đấy, mọi người nhìn đấy, cái hổ mang nó leo cây ác chưa? Ôi, gớm chưa? À. Ê, ôi. Gớm chưa? Chạy leo lên rồi. Ui này, đấy, mọi người thấy nó leo lên chưa? Ui. Đấy. Ui giời. Ui ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời nó leo lên này. Gớm thế. Đây, thằng cái đầu nó ra đây. Ui giời, nó nổ rồi. Nổ luôn ra. Nổ cái ấy. Ui giời. Gớm chưa. Nó dựng lên con. Tốn đi, tốn đi, nó leo mẹ lên cây. Máu được chưa? Nó tốn rồi. Phê loài. Máu nó xuống. Máu kinh thật đấy. Máu nó xuống đi em. Đi đâu. Ui giời. Ui giời, nó dựng sợ thật. Tóm đi, tóm nuôi đi. Cẩn thận nuôi, rắn vào bên kia rồi. Ui, nặng thôi. Cẩn thận đấy. Nặng trình luôn. Nặng trình luôn, một em. Ngon. Lấy túi anh em ơi. Lấy túi. Lúc lấy túi. Đến chưa? Con này cực to luôn, mà giữ thật mọi người ạ. Nó đuổi thì thôi rồi, chí cùi. Nhọc cũng biết đâu nó phun. Ui. Ý, nó phụt vào đây, mép vào đấy, cái cam này rồi. Gớm thật. Ui giời. Có hàng. Đấy, nó dựng lên liên tục. Cho bà đi em ơi, để chiến với con này đi. Cẩn thận nhá, nó quay lại, nó phập vào chân rồi thì hết hơi ý nhá. Con đấy. Con này nó cũng cỡ phải được 2 cân đấy. 2 cân rưỡi, cân 8, khoảng 2 cân đấy. Bới này đi. Ngon rồi. Ấy, cẩn thận, đầu nó nằm ngay đấy nhá. Đầu ra đấy. Ui đây này. Đây. Đấy, ra rồi. Chưa ra đã mạnh rồi. Quá kinh luôn. Đây mọi người. Ui giời ơi. Con này mắt đục đục. Ôi, con này mắt lục. Con này mắt lục. Đang chuẩn bị ấy rồi. Ủy luôn à? Đang ủy luôn. Ôi trời. Gớm rồi. Ướt rượt vào chân luôn. Ui rồi. Nó phì ra, ướt. Ui rồi. Kiếp. Ui, nó dựng lên. Đấy, ở bên trong hang nó dựng lên. Gớm chưa? Ui rồi. Ui. Bỏ kinh thôi rồi. Đấy bộ này. Ôi, nó phun liên tục mà. Ui giời. Liên tội. Ôi, kéo ra. Lên đi. Ui. Chỗ đâu rồi? Ui. Ôi. Rồi đó. Rồi. Chưa? Con này to dài phết đây. Túm đi anh em ơi. Quá rồi. Túm vào đi, to một tí đấy. Ê, cẩn thận, đúng rồi, ngồi tay lên đấy. Ấy trời. Con này đang ủ lột, mắt nó mù, nó không nhìn đâu. Bây giờ nó đang cảm nhiệt đấy. Minh tinh đấy nhỉ. Nó đang cảm nhiệt đấy. Bây giờ nó cảm nhiệt rồi, nó phang lung tung hết. Ấy, ôi, kìa. Lại giúp qua đó. Cho lên nó không ơi này. Mất công nào. Đấy.
Ui, con này đẹp chưa? Con này đẹp phết đây. Con này đẹp phết đây. Cho nó lên. Cho nó lên cho mọi người xem này. Ui, 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 giữ vậy mày, mày, giữ vậy mày. Ui, tôi thở lại mọi người nghe nhé. Ui, trời, 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 ui. Đấy. Này là kiểu nó không nhìn thấy đúng không? Nó không nhìn thấy nhưng mà nó cảm nhiệt đấy. Nó kiểu nó cảm nhiệt mình đang cầm đằng sau. Khiếp thật, lọc nó dính bét nhé hết vào cá một. Để anh nào cái ga nó khiếp thật. Lọc sợ thật. Nó phun như kiểu mưa luôn. Ướt rượt luôn ý. Kinh chưa. Cái lợn đấy. Cho vào túi đi xong rồi là anh em vừa kiểm tra trong môi đâu. Cắn lên tọa luôn. Kiểm tra cái hỗ này sao nào. Tung cái này lên. Còn con kia để tí mình lần sau xem như thế nào. Xem là nó có giúp ở chỗ nào không. Dọc theo cái bờ tường này là khả năng nó cũng dễ tìm thôi, không biết nào. Khả năng thế thôi, vừa nó ngay chỗ kia mà. Không biết nó lườn ở đâu. Nếu mà có lỗ chứ ở đấy khả năng còn dễ tìm. Gòm, gòm sâu phết. Cụt sao à? Cụt rồi. Chắc à. Hết chưa. Thôi hai bên như này đi. Thằng Tuyên thì đợi ấy đây. Tao đi giữ ra kì, tìm một kia. Để ra tìm xem có gì tìm mấy cái gòm. Kiểm tra hết chỗ đấy đi nhá.